Bộ tứ quý tùng cúc trúc mai bằng gỗ pơ mu Yên Bái sau khi phun PU xong sẽ có màu sắc như thế nào? Và đây là bộ tứ quý mà chúng tôi đã thiết kế trên cái phôi gỗ lòng chanh là pơ mu Yên Bái và khung chanh là gỗ vụ Lào để tạo nên một cái màu sắc nó khá là tương phản với nhau. Và đặc điểm của gỗ pơ mu Yên Bái là sẽ có thứ nhất là nhiều dầu, và thứ hai là nhiều vân, và thứ ba là rất là chắc nặng, và thứ tư sau khi mà phun PU xong thì cái màu nó xuống nó sẫm hơn, đỏ hơn và nâu hơn so với lại gỗ pơ mu của Nghệ An và pơ mu của Lào. Sở dĩ mà nó chuyển được cái màu như này là vì cái kết cấu của gỗ nó rất là chắc khỏe, và cái thứ hai là nó đượm dầu nhiều, cho nên là nó sẽ tác động cùng với lại cái chất của cái PU thì nó chuyển sang cái màu này. Cho nên là khi mà quý vị chơi tranh pơ mu thì một trong những cái điểm để có thể nhận ra là pơ mu của Yên Bái hay là pơ mu của các nơi khác, đấy là cái màu sắc của tranh sau khi mà phun PU xong. Thậm chí nó có cả những cái tông màu mà nó còn trầm hơn cả như này nữa.